Ok, hôm nay chúng ta đã trở lại với đánh răng mỗi tuần. Hôm nay thì chúng ta sẽ sử dụng team full hệ nước, có Kyogre làm chủ lực và một số Pokemon kèm theo, đó chính là Suicune, Praxis. Praxis thì chúc mọi người sẽ biết tại sao tôi phải mang con này theo. Thêm Araquanid và Urshifu Ogepon là chắc chắn phải có rồi. Bên kia thì có Calyrex, Shadow. Tôi nghĩ là con cuối cùng mà tôi phải mang, tôi mang Araquanid để mà có thể kháng lại được Incineroar. Thôi, bên kia có Urshifu thì tôi nghĩ mình cũng nên mang Urshifu theo. Rồi, vô. Suicune sẽ là tăng cơ và sẽ set up được Tailwind. Rồi, tôi tìm hoài mới thấy một con hệ nước nào mà set up Tailwind mà kiểu cứng cứng một chút. Chứ đem Pay Dipper ra set up được Tailwind cái nó ngủm luôn rồi. Ok, chiến thuật của chúng ta là sẽ set up được Tailwind bằng Suicune. Sau đó lúc đó thì mình đã outspeed được gần hết các con Pokemon khác thì Kyogre sẽ làm nhiệm vụ của mình. Cuốn trôi sàn đấu thôi. Nhìn là thấy tương lai team full hệ ma của tôi là phải có Flutterman với lại Calyrex rồi đó. Bây giờ thì chúng ta hy vọng là sẽ không có biến số gì. Hai con này không có chiêu ưu tiên cho nên là cũng đỡ sợ đi. Bây giờ chúng ta chắc chắn sẽ up được Tailwind. Suicune thì tôi tin chắc là nó sẽ chịu được đòn sát thương của hai con kia. Suicune cứng mà. Vì chiêu Water Spout là phải bảo toàn được HP cho nên là tôi sẽ protect cho Kyogre đợt này. Sao bên kia lâu quá vậy? Để tôi phải kiếm chuyện nói giữa giờ vậy. Nào, nhanh đi cưng. Ok. Moonblast. Hơn. Nó nhắm vô con Kyogre. Để coi tôi tính đúng không nha. Tôi ước chừng đúng không nha. Nó chịu được mà đúng không? Suicune chịu được mà. Wow, máu còn xanh nha. Nhưng anh đang còn trẻ. Mình đã có được Tailwind rồi thì mình sẽ không sợ gì nữa hết. Bây giờ thì tôi không biết là nên protect cho Suicune hay là giảm sát thương cho tụi nó đi. Giảm sát thương xong rồi dùng Water Spout. Trong cái video về Calyrex Shadow thì tôi đã bị con Kyogre xử rất là gọn đẹp cho nên là đợt này không biết ra đây. Wow, đỉnh. Phát đi hết hai con. Ê, mà hai con này đều mạnh khoảng thủ đặc biệt hết á. Vậy mà cũng một phát đi hết được. Đỉnh thiệt. Chắc là họ không nghĩ Suicune học được Tailwind nhỉ. Tôi cũng quên. Phải lên mạng ra mới biết là Suicune học được Tailwind. Ý là về team hệ nước thì phải kiếm một con nào đó set up Tailwind thì mới có cửa mà thắng được. Rồi, Rillaboom ra trận. Đây sẽ là lúc tôi cho con Praxis phát huy được tác dụng của nó. Bởi vì con cá đầy màu sắc đó là nó có khả năng chặn chiêu ưu tiên giống như là Fairy Grass. Cho nên là tôi sẽ cho nó ra. Giờ sẽ ra hình hệ cỏ để giảm sát thương nè. Thôi thử đi, tôi nghĩ là trong trời mưa thì đấy cũng... Ủa? Bệnh bỏ cuộc rồi mọi người. Ủa? Sao không kiên trì lắm à? Đánh thêm đi. Bây giờ đối tượng đang là con Kyurem trắng. Và bên bển tôi đang không thấy con nào xài chiêu ưu tiên hết nên tôi nghĩ tôi sẽ không mang Praxis theo. Mang con gì theo ta? Urshifu. Tôi muốn thử xài Araquanid. Bởi vì Araquanid nó có Wild Guard để bảo vệ khỏi các đòn đánh lan.
mà con kêu ramen bển chắc nó sẽ xài chiêu laser bão tuyết. Bình thường tôi thấy tôi đánh tôi gặp con kêu ram thì tôi nó sẽ xài bão tuyết nhiều. Không biết là con này xài gì. Vô nè. Cái đội hình mà full một hệ nào đó nó dễ bị bắt bài lắm. Bên kia chỉ cần đem theo mấy con mà khắc chế được cái là coi như là điều kiện thắng của mình phải gấp 3-4 lần mới có thể thắng được. Giờ sao đây? Giờ sao đây? À, tôi nghĩ mình sẽ dẫn setup theo win đi. Tôi nghĩ Sirkin sẽ chịu được đòn của mấy con đó. Tôi không biết là bên đó sẽ sử dụng chiêu gì mà tôi nghĩ Sirkin sẽ chịu được. Terra luôn á. Chắc Terra cỏ cho Hikran. Chứ gì nữa. Ok, setup được theo win, cái gì là tính đây. Oh, free try. Eo, đau đấy cưng. Nhưng không sao. Mém xíu nữa rồi đi Sikun rồi. Oh, nó Terra Blast vô con Kyogre. Vậy là chắc chúng ta cũng phải Terra con Kyogre hình hệ cỏ rồi. Tôi đang muốn thử coi là Sikun, họ có đánh vô Sikun không. Nếu mà không đánh vô Sikun thì chúng ta sẽ dùng Snow để giảm sát thương đặc biệt của hai con đối diện. Còn nếu họ đánh vô Sikun thì mình chết thôi. Giờ chiêu hệ nước không có tác dụng với con Heatran, mà cũng chẳng có tác dụng với con Kyurem luôn. Nên tôi nghĩ là tôi sẽ dùng Ice Beam. Rồi xe ra nè. Hello em. Mình dẫn đi ăn kem nè. Ăn cà lem đây nè. Ôi, máu còn chưa vàng nữa. Kịp giảm sát thương đặc biệt. Cũng coi như là chịu được một chút xíu đi. Ui da. Hôm sau Sikun đã làm quá tốt rồi cưng à. Nói hệ cỏ tệ chứ Terra cỏ chắc nằm top 2, top 3 gì á. Chắc nằm top 2, top 3 cái Terra tốt nhất hiện giờ rồi quá. Vì trên đấu trường có hệ cỏ khắc được khá nhiều con. Rồi. Giờ là Urshifu chắc nhanh hơn con Kyurem rồi, mình có Tailwind mà. Tôi nghĩ một phát chắc ăn được con Kyurem. Giờ mình cứ đi sao đây ta? Thôi rút về đi. Cho Araquanid ra nè. Bây giờ con Heatran bệnh chắc sẽ sử dụng chiêu hệ lửa. Đặc tính Water Bubble của Araquanid chắc chịu được. Nào. Wow. Được. Coi như là thành công mỹ mãn. Hạ được con Kyurem mà. Nhưng mà con Heatran nó cứng quá kìa. Ôi thấy chưa, nó xài chiêu hệ lửa mà. Bị dính bẫy rồi. Bị dính bẫy mắc ma rồi. Con gì nữa đây? A Flutterman à? Gì đây? Protosynthesis? Tăng gì đây? Tăng tốc độ á. Trong theo mình vẫn còn theo Win mà tôi nghĩ là mình sẽ nhanh hơn con Flutterman. Không nhanh hơn thì chết. Eo! Con Flutterman nhanh hơn mình á. Ủa theo Win gấp đôi tốc độ mà ta. Ủa gấp đôi hay là 50% thôi? Không nhớ. Tôi nhớ là gấp đôi mà.
Eo. Rồi, tình thế có vẻ không ổn rồi, con Flutterman đang quá nhanh. Còn con Heatran, ở đây nó cũng phá game quá, con Heatran cứng quá. Team hệ lửa là phải mang con Heatran theo mới được. Nhưng mà bây giờ con Kauger sao mà xử được con Heatran này ta, Ice Beam không có làm được gì nó nhiều hết. Tôi nghĩ là tôi phải cấu máu nó bằng Infestation. Đợi nó cấu máu xong rồi tôi xài Liquidation vô con Flutterman. Flutterman ơi, xin mày hãy nhắm tới Kauger giùm cái đi. Oh my god. Flutterman có Thunderbolt. Đỉnh rồi, hết mưa luôn. Còn lại gì đâu em? Không còn cái gì cả. Còn cái nịt. Có hạ được Heatran thì con Flutterman nó cũng còn đó thôi. Không có trời mưa, máu mình cũng bị giảm xuống rồi. À, tôi nghĩ chắc là tôi phải có một con hồi máu cho Kauger để có những lúc như thế này thì nó còn xài được Water Spout nhỉ. Ok, Okabon. Tôi biết tình hình là như thế nào đó, nhưng mà cố gắng tới phút cuối cùng coi nè. Trời ơi, bớ người ta nó hội đồng người cao tuổi, trời ơi. Xong. Thế là chúng ta đã thua. Bên kia đảo ngược tình thế rồi. Tôi nghĩ là tại vì tôi không biết là con Flutterman nó có thể hạ được con Araquanid trong một đòn như vậy. Tôi tưởng thủ con Araquanid nó cũng khỏe khỏe chứ ta. Chiêu Thunderbolt ác quá. Thôi bỏ đi. Trận thứ hai, bây giờ có Calyrex băng, hơi thở băng giá. Ok, tôi nghĩ bên đó nó sẽ xài Trick Room nên giờ sao ta, không có chắc là bên bển cho con Calyrex ra trước hay là con hay nó ra sau. Thôi mà cứ xử được con nào hay con đó, cứ giữ chiến thuật cũ đi. Nhưng mà bên bển có Rillaboom là chắc chắn có chiêu ưu tiên nên tôi sẽ mang Brutus theo. Araquanid có nên mang theo không ta? Bên bển chắc chắn sẽ mang theo Rillaboom. Garganacle nó có mang theo không ta? Tôi nghĩ nó sẽ mang theo Garganacle. No, ok. Tới rồi, tới công chuyện luôn nè. Bên bển còn đang nghĩ á. Tôi nghĩ là bên bển sẽ mang theo, trời nó cũng có Heatran nữa kìa, cứu tôi. Có Heatran này phiền thế. Cái con này cứng thế luôn á. Mà Heatran tốt ha, từ hồi Gen 4 mà tới giờ vẫn còn được sử dụng là quá tốt rồi. Thấy chưa, mang Rillaboom mà. Rồi ok, tao đợi cái trường hợp này lâu lắm rồi cưng. Tao đã đợi ngày được xử mày đó. Rillaboom đấu với hệ nước. Bây giờ thì dùng Tailwind, xong đó bảo vệ bằng Protect. Con Rillaboom nó nhỏ nhờ, chắc là con có kích thước nhỏ. Cái con Rillaboom của tôi nó bự chà bá lửa. Ừ, nó nhỏ ngang, nhỏ hơn thôi. Không có phay cao được đâu cưng, tao có Inner Focus. Chắc nó không nhớ là Suicune có Inner Focus. He he. Bất ngờ liền. Tôi cảm thấy cái đội hình này chỉ để xử con Rillaboom thôi. Với lại con Incineroar thôi. Chứ còn mấy con kia tôi không có. Ừ, mình không có biết được là nó sẽ có mang Heatran. Ừ, với lại để xử con Raging Ball nữa mà. Từ bữa giờ không thấy con Raging Ball. Bây giờ thì rút Suicune về, chắc chắn nó sẽ mang
chắc chắn con Rillaboom bên kia nó sẽ xài Crushy Climb. Có xài hay không? Có. Bất ngờ liền. Làm sao mà đoán được? Coi bà nội mày múa nè. Wow, nửa cây máu cũng được đấy chứ. Rồi, dính Snow rồi. Điều kiện thắng của mình là phải xử con Rillaboom cái đã. Giờ con Rillaboom đang chậm hơn mình, thì mình phải xử được nó ít nhất là trong một đòn. Mà giờ Kyogre bị giảm sát thương rồi. Tôi nghĩ là gấp đôi sát thương bởi Ice Beam thì sẽ hạ được nó nhỉ. Cho dù mình bị hạ một bậc công đặc biệt rồi, nhưng mà Ice Beam chắc sẽ gấp đôi sát thương bù lại. Đúng không? Phải hạ được nó nha. Woo! Đến. Hết chủ lực rồi nha cưng. Không sao, Praxis làm đúng nhiệm vụ của mình rồi. Bây giờ thì Suicune ra trận đi cưng. Flutterman. Ok, Flutterman nha. Protosynthesis. Rồi con gì? Tăng tốc độ luôn. Đỉnh. Chứ giúp tôi là tôi tăng sát thương đặc biệt rồi. Con Flutterman của tôi tăng sát thương đặc biệt. Bây giờ thì tôi sẽ dùng Snow để giảm sát thương của hai đứa này. Cũng may là cả hai đứa đều theo hướng tấn công đặc biệt nên Snow sẽ là hiệu quả nhất. Xong rồi Araquanid. Araquanid thì phòng thủ đặc biệt khá chắc chắn cho nên là có thể chịu được sát thương của hai đứa này. Tôi không biết là chịu được bao lâu thôi. Nhưng mà chiêu Thunderbolt lúc nãy tôi không nghĩ là nó có thể hạ được Araquanid trong một vòng đòn vậy luôn á. Thế là gì? Ok, thế là tiền. Tính Moonblast. Dazzling Gleam á. Chịu được, chịu được. I believe you. Yeah. Đỉnh, đỉnh. Ui mẹ ơi, chùm sao rồng. Wow. Quá đỉnh. Suicune phòng thủ đỉnh quá. Rồi. Thế là hạ được sát thương của hai đứa này rồi, mình nghĩ mình cũng an tâm được phần nào. Nhiều đó không xử được Suicune thì làm sao mà tụi bay có thể xử được. Bây giờ thì tôi nghĩ tôi sẽ... mình hết Tailwind rồi. Tôi nghĩ tôi sẽ bảo vệ cho Suicune để nó hồi máu bằng Leftover trước. Rồi sau đó thì Miracle. Nó sẽ không ngờ tôi có Miracle. Flutterman nó sẽ dẫn đánh và mình sẽ hạ cái nó bằng Ủa? Ủa alo? Đối thủ bỏ cuộc rồi mọi người. Cho nên tôi sẽ đánh một trận thứ tư. Đỉnh. Bến còn Calyrex chưa xài mà bỏ cuộc sớm vậy trời. Hoặc là đánh thấy đánh tốn thời gian quá. Bây giờ không nói nữa, bây giờ trận này đang thấy là mình bển khắc chế mình hoàn toàn luôn. Thấy chủ lực là con Mirador là thấy là tôi quải tới nơi rồi đó. Shifu. Tại vì bên bển đang có Incineroar nên tôi sẽ mang Praxis theo. Ngay từ ngay lúc bắt đầu bên đó đã đọc được là bên đó sẽ thắng mình bằng mấy con Paradox tương lai và con Mirrodon rồi. Wow, Iron Bundle và Mirrodon. Thấy tôi sắp hồ đồ tới nơi rồi nè. Rồi, môi trường điện đã kích hoạt. Iron Bundle thì được tăng tốc độ đúng không? Tăng tốc độ. Bà nội mày. Không thấy một cửa thắng nào ở đây hết. Nhưng mình phải set up được Tailwind, cái đã là muốn tính gì tính. Nhưng tôi không biết là con Mirador đó nó sẽ nhắm vô con Kyogre hay là Suicune. Nếu tôi Terra cho Suicune thì lại mất cái khả năng Terra cho
Kyogre. Vậy thì nguy hiểm lắm, cho nên là tôi nghĩ tôi cái này là chỉ mình chỉ hy vọng là bên bển nó sẽ không nhắm vô con Suicune thôi. Nó đã chế ra hình hệ điện, một đòn là dứt điểm được một trong hai con rồi đó. Tôi chỉ hy vọng là nó sẽ dứt vô con Kyogre thôi. Ok, Free Dry họ đã nhắm vô con Kyogre. Còn Electro Trip nó nhắm vô con Suicune. Sống giùm anh cái đi em, sống một miếng thôi. Bà nội nó chưa kịp làm gì hết trơn. Không tin được luôn á, con Mirador nó lỗi quá trời lỗi luôn á. Sát thương của nó cao hơn con Corridon rất nhiều luôn á. Một mình nó là xử được hết mình rồi, cho nên là tôi nghĩ tôi sẽ Aqua Jet vô con Mirador. Cấu được miếng máu nào thì cấu. Xong thì Terra cho con Kyogre. Tôi nghĩ có Iron Bundle nó sẽ cấu máu của Kyogre, nên xài Water Spout không hổn, sẽ xài Origin Pulse thôi. Còn nếu chỉ Origin Pulse mà trượt thì thôi, thắng thua là chuyện của trời. Nhưng mà ông trời là bố mày nè. Vô nghĩa. Quá vô nghĩa. Trời ơi. Thua rồi. Một cái chết truyền thông. Trời đất ơi, hệ cỏ giảm một nửa sát thương mà nó mất một nửa cái máu là tôi thấy tôi tới nơi rồi đó. Cho tụi bay biết thế nào là lễ hội. Sao tôi cảm thấy bình thường nếu tôi nếu mà hạ được huyền thoại cấp cao bên đối phương là mình sẽ cảm thấy mình thắng, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy mình sẽ thua dữ lắm luôn á. Cái gì nữa, mình còn có hai con à. Praxis thì không có xài được trong trường hợp này rồi, bên đó không có mang con gì. Iron Hands đâu, nó có phải cao, nhưng mà tôi chỉ hy vọng là con Iron Hands nó sẽ không nghĩ là mình chặn được chi ưu tiên mà xài phải cao trong đợt này thôi. Trong Aqua Jet chắc hạ được con Iron Bundle, nhưng nó còn miếng máu rồi, chắc hạ được. Bây giờ không Water Spout được, mà Origin Pulse thì chỉ có 85% khả năng trúng thôi. Thôi kệ đi, chơi tới đi. Vì những đồng đội đã ngã xuống của tao, mày phải trả giá con quỷ. Ừ mà đáng ra nếu mà đội hình hệ nước tôi cũng muốn có Iron Bundle lắm, nhưng mà tại vì hên quá nó chưa chết. Tại vì tôi chưa săn được con Shiny Iron Bundle. Cũng ngựa, chứ nó có Iron Bundle chắc dễ thở hơn chút. Ừ đúng rồi, có Iron Bundle thì dễ thở hơn chút. Tại chưa săn được Shiny nên không xài thôi. Đó chứ, có Iron Bundle thì con có Okapon này chuyện nhỏ luôn. Tôi sợ xài chiêu Origin Pulse thì nó sẽ trượt, cho nên tôi sẽ xài Ice Beam. Hên quá, bên bển đánh con Praxis. Ice Beam Như không. Tuyệt. Một cái chết truyền thông. Không sao, chúng ta đã cố gắng lắm rồi. Trận này đánh được, trận này đánh ok đó. Đánh vui đó. Thắng thua là chuyện của trời. Trời ơi, còn có một miếng rồi mà nó cũng không chết nữa, rất lì quá. Coi như đánh 4 trận, hôm nay đánh nhiều nhờ. Hôm nay đánh 4 trận là bên bển khắc chế mình hoàn toàn luôn, cho nên là thôi vậy cũng được rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong đánh răng mỗi tuần tập tiếp theo vào tuần sau. Bye.